kiểu này. Để các bác chú ý là mình phải chọn được cái dòng gỗ, cái chất liệu gỗ nào nó không bị cong vênh, nó không bị mo. Bởi vì cong vênh và mo nó đều tối kỵ ở trong gỗ rồi, không thể được các bác. Cong vênh là nó mất cả bộ sập luôn, nó mất cả bộ sập luôn, chúng ta mất cả sản phẩm luôn. Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video của Sơn sập gỗ. Ở trong cái video này hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ với các bác một điều rất là thú vị. Nhưng mà nó sẽ không thú vị đối với rất nhiều người. Đó là gì ạ? Nó là một trong những cái điều mà chắc hẳn là các bác chơi sập hay chơi gỗ hay bất cứ cái thứ gì chơi liên quan đến gỗ thì các bác nó là sợ nhất. Bởi vì khi mà chúng ta gặp phải cái trường hợp này, nó gần như là chúng ta mất nguyên cả cái sản phẩm của chúng ta luôn. Tại vì sao mà Sơn lại chia sẻ cái chủ đề này? Bởi vì sáng ngày hôm nay thì có một bác nhắn tin hỏi Sơn là: "Em ơi, em có đổi sập không? Anh có một cái bộ sập gỗ là nó bị cong vênh, nó bị mo mất khoảng 2 phân. Thì anh mua 65 triệu nhưng bây giờ là em đổi cho anh." Thì Sơn bảo thực sự cái này thực sự là nó quá là khó, bởi vì cái lỗi này nó là nặng nhất ở trong cái việc mà chơi gỗ rồi. Bị mo là nó là gần như là khó mà cứu vãn được lắm các bác ạ. Thì cũng thấy rất là tội mua cái tấm gỗ 65 triệu. May là mấy bác mà chơi gỗ thì cũng có điều kiện, nên là cũng không có việc gì lắm. Nhưng mà nó cũng tiếc đúng không ạ? Còn có một cái anh ở, có một cái câu chuyện nữa, đó là gì ạ? Có một cái người anh ở dưới Bình Dương. Đấy, anh ấy là anh ấy thì cũng hay lấy hàng của Sơn. Thì anh này ấy, thì anh ấy cũng kinh doanh về bonsai và cây cảnh. Nhưng mà đợt vừa rồi thì gỗ, thị trường gỗ thì cũng thấy là cũng có nóng, nên là cũng làm gỗ. Thế thì anh ấy mua hai cái bộ bàn ghế K3 bằng gỗ, là gọi là gỗ gì thì anh ấy không biết. Đấy, đấy, anh ấy bán cho khách ở dưới đấy. Anh ấy đặt hai bộ ở xưởng làm, sau đó thì bán cho khách. Thế nhưng mà sau một tháng thì nó bị mo các bạn. Nó bị mo lên khoảng tầm 3 phân. Mua mo 3 phân và nó bị cong tấm sập lên, vênh lên. Và sau đấy anh ý mới bắt đầu hỏi Sơn. Thì thấy Sơn làm trên YouTube thì bắt đầu hỏi. Thì Sơn mới biết đấy là gỗ gọi là gỗ lát xoan các bạn, tên là gỗ lát xoan. Thì cái dòng gỗ này ở bên Nam Phi nó rất là vân, nó rất là đẹp, nhưng mà nó lại bị mo rất là nhiều. Thế là bác khách thì bác ấy bắt đền anh này. Thế xong anh này bắt đền bên bán gỗ thì bên đấy không chịu các bạn. Bên đấy không chịu. Có một cái anh ở dưới ở Đắk Lắk thì anh ấy bán cho anh ấy, nhưng mà anh ấy không chịu đổi cho khách. Thế là cái anh mà Sơn bảo dưới Bình Dương ấy, là anh ấy phải bỏ tiền ra đổi. Thì anh ấy đổi gỗ cẩm hồng, đổi cái bộ gỗ cẩm hồng của Sơn, thì Sơn làm cho anh ấy bộ gỗ cẩm hồng. Sau đó thì làm cho hai bộ K3 gỗ cẩm hồng luôn. Thì anh ấy bù lỗ. Tính ra bù lỗ cái đơn hàng đấy thì Sơn cũng không nắm chắc được, nhưng mà hình như bù lỗ đâu khoảng mấy chục triệu đấy. Bù lỗ hai cái bộ bàn ghế đấy mấy chục triệu. Thế nhưng mà đấy là một trong những cái người bán mà cực kỳ có tâm đấy các bác ạ. Chúng ta nếu mà mua hàng phải thực sự may mắn mới mua được của một người mà có tâm như vậy. Họ sẵn sàng bù tiền để đổi cho chúng ta một bộ khác. Thì đó mới là thực sự chúng ta phải mua hàng của những người như vậy. Thì thậm chí mua hàng giá cao hơn cũng được. Đấy, thì chúng ta sẽ được đổi. Ví dụ sau này nó sẽ được hỏng thì họ sẽ bảo hành, bảo trì cho chúng ta. Còn hầu hết thì chúng ta nếu mà mua hàng vào chỗ mà nó thực sự là không mà không có cái tầm nhìn lớn ấy, cái tư duy không lớn, thì người ta sẽ không bao giờ dám đổ, bởi vì người ta sợ lỗ các bác. Nhưng mà hầu hết mọi người đều hiểu lầm rằng khi mà chúng ta đổi cho khách, quan điểm của Sơn nha các bác nhá, khi mà chúng ta đổi, chúng ta bảo hành cho khách ấy, thì chúng ta có thể lỗ ở một cái đơn vị hàng này, nhưng mà chúng ta sẽ có được cái sự tin tưởng và chúng ta có trách nhiệm. Thì những cái đơn hàng sau, hoặc là họ sẽ giới thiệu những vị khách hàng cho chúng ta, bởi vì chúng ta uy tín, chúng ta nói được, làm được, bảo hành, bảo trì rõ ràng, có trách nhiệm. Thì đương nhiên là cái bác khách đấy bác ấy sẽ giới thiệu cho. Mà các bác biết rồi, đặc biệt là các bác đang xem video này thì các bác cũng chơi đồ gỗ, đảm bảo là các bác có mối quan hệ nó rất là lớn, đúng không ạ? Có tầm ảnh hưởng nó rất là lớn. Chỉ cần mà các bác nói một lời thôi là sẽ có rất nhiều người có thể sẵn sàng mua hàng ủng hộ. Mà toàn là hầu hết là mối quan hệ lớn, toàn các bác chơi gỗ thì toàn là chơi với những người cùng với mình. Thế nên là cái mối quan hệ nó cũng đẳng cấp. Đấy, thế nên là các bác có thể chia sẻ cái video này giúp Sơn một cái, bởi vì quan hệ của các bác đẳng cấp. Chỉ cần các bác chia sẻ cái video này thôi thì Sơn tin rằng sẽ có rất nhiều người cũng đẳng cấp và biết đến Sơn, biết đến những cái kinh nghiệm, những cái tích lũy được của Sơn để Sơn chia sẻ, để giúp cho các bác chơi gỗ nó thông minh hơn.
Và ngày hôm nay thì Sơn chia sẻ với các bác cái điều này. Để các bác chú ý là mình phải chọn được cái dòng gỗ, cái chất liệu gỗ nào nó không bị cong vênh, nó không bị mo. Bởi vì cong vênh và mo nó đều tối kỵ ở trong gỗ rồi, không thể được các bạn. Cong vênh là nó mất cả bộ sập luôn, nó mất cả bộ sập luôn, chúng ta mất cả sản phẩm luôn. Thì hiện tại thì Sơn cũng đã tìm hiểu rất là nhiều các dòng rồi, và Sơn cũng thử nghiệm, cũng như là mình đã hỏi này, xong mình thử nghiệm thì mình cũng phát hiện ra những cái dòng mà nó ít bị cong vênh và nó không bị mo bao nhiêu cả. Giá thì nó phải chăng, thì thực sự là Sơn đã thử nghiệm. Thì Sơn phải chia sẻ thật với các bác, đây không phải là Sơn bán hàng nhá các bác nhá. Sơn bán thì Sơn sẽ bán, nhưng Sơn đã tìm hiểu rất kỹ, sau đó mình mới mang đi bán. Và Sơn thực sự có một cái lô hàng của Sơn khá là lớn. Lô hàng này đang bị tồn kho rất là nhiều, lô hàng rất là lớn, nhưng mà Sơn chưa bán nó. Bởi vì Sơn đang thử nghiệm xem nó có bị cong vênh không. Chấp nhận mình ngâm vốn ở đấy, chấp nhận lỗ vốn, chấp nhận, nhưng mình vẫn chưa muốn bán. Bán thì có bán rồi, nhưng mà nói chung thử nghiệm được gần 1 năm rồi. Cái lô mốm trước Sơn quay đấy, thì Sơn nhận thấy rằng có nhiều bác bảo là cái dòng gỗ đấy nó bị cong vênh, thì Sơn cũng thử đấy gần 1 năm rồi thì nó không bị cong vênh, thì bắt đầu Sơn mới bán đấy. Đấy là cái dòng đầu tiên mà Sơn cảm thấy là mình nên cẩn trọng với cái dòng. Rồi có một số dòng khác, ví dụ như là lát xoan vừa rồi ấy, các bác, lát xoan vừa rồi ấy. Và cái dòng mà nó có tỷ lệ bị cong vênh là dòng gì nhỉ, gụ các bác, dòng gỗ gụ, nhiều người gọi là gỗ gụ. Một số dòng như Bachi Plasma, đấy là một cái tên rất là ảo diệu các bác, đặt cái tên rất là ảo diệu. Có một số dòng khác cũng có tỷ lệ cong vênh, ví dụ như là Ecop mà Zinc hay là mấy cái loại mà mềm mềm các bác. Đấy thì mấy cái dòng đấy các bác phải chú ý các bác nhá. Nếu mà các bác muốn mua mà không bị cong vênh thì các bác phải hỏi thật kỹ. Có nhiều bác nhắn tin nội gọi chị xem video nhiều của Sơn ấy, xong bắt đầu gọi điện hỏi, xong vừa nói chuyện mấy câu bảo anh muốn đặt cái bộ này, bảo Sơn bảo Sơn lập tức bảo anh cứ bình tĩnh đã, em thì em bán hàng, em rất thích bán được hàng, nhưng mà anh cứ bình tĩnh thôi, anh cứ tìm hiểu đi đã, bao giờ là ok, bao giờ chắc chắn rồi thì hãng đặt. Còn bây giờ mình đặt hàng như thế này là nó quá vội vàng, và vội vàng như vậy thì sau này nó rách việc á, rồi xong rồi anh em này mất lòng. Thế nên là Sơn chia sẻ thật với các bác là như vậy luôn. Có cái bác ngày hôm kia gọi điện thì mua bộ lim, bác ấy đặt bảo là thế thì bây giờ anh đặt hàng, bảo Sơn bảo từ từ đã, bác cứ nghiên cứu đi đã, cứ bình tĩnh, sản phẩm của mình nó giá trị cao, mấy chục triệu chứ không phải ít, nên là mình cứ phải từ từ, mình cứ nghiên cứu thêm đi, rồi bắt đầu mình đặt hàng thì mình đặt xong. Đấy. Thế thì anh ấy mới nghe thì nó mới hợp lý được. Còn ví dụ đùng đùng cái bán xong rồi không có trách nhiệm thì đâu có được, đúng không ạ? Nhưng mà phải chia sẻ thật với các bác ấy, là cái dòng gỗ lim là cái dòng mà Sơn cảm thấy ok, không bao giờ cong vênh được, không bao giờ cong vênh. Né được cái lỗi cong vênh là chúng ta đã đỡ được bao nhiêu rồi đấy, đúng không ạ? Mà trong khi giá của nó nhá thì lại rẻ ngang với kiểu Ecop, có khi còn rẻ hơn Ecop các bác ạ. Thế tại sao mà chúng ta lại không chơi cái dòng mà nó yên tâm như vậy mà lại không chơi, mà chúng ta lại đi chơi những cái dòng nó vẻ đẹp bên ngoài? Phân đối ở trong cái video này thì Sơn tâm sự và chia sẻ với các bác cái lỗi cong vênh là rất là nguy hiểm các bác nhá, cần phải chú ý và nắm bắt chắc được cái loại này để mà tránh. Rồi ok, thì Sơn xin phép là kết thúc cái video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.